Em xin chào tất cả cô chú anh chị ạ. Hôm nay em đi quay một mảnh vườn nha cô chú anh chị. Mảnh vườn này có tổng diện tích là 3 hecta nha. Trên đất được chủ trồng 250 cây sầu riêng, trồng xen với là cà phê nha cô chú anh chị và các loại cây ăn trái khác nha. Từ cái mảnh vườn này mà ra khu dân cư ra quốc lộ 28 mà cô chú anh chị nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 8 cây số nha cô chú anh chị. Đất của mình thì được một cái hồ lớn và một cái máy tưới này nha cô chú anh chị. Từ quốc lộ 28 và đi vào mảnh vườn này á thì đi đường lớn hết nha. Mình đi xe máy hoặc ô tô gì thì cũng được nha cô chú anh chị, nhưng về mùa mưa này ô tô đi không được nha. Trên đất được chủ trong cây mít này nè cô chú anh chị này. Mít và 250 cây sầu riêng với lại là cà phê. Những cái cây trồng này á là chủ nhà họ đã được trồng được 4 năm đấy nha cô chú anh chị. 3 năm rưỡi gần 4 năm đấy nha. Mít là có trái đấy nha cô chú anh chị, ca là có ca bỏi rồi nha. Còn sầu riêng thì nó rơi vào sáng khoảng tầm sáng năm là có bỏi nha cô chú anh chị. Miếng đất này là thuộc về xã Quảng Phú, huyện Cờ Rồng Nô, tỉnh Đắk Nông. Đất đỏ bá giá nha cô chú anh chị, thích hợp cho cô chú anh chị mình về đây mình đầu tư nha. Sầu riêng cực kỳ đẹp cô chú anh chị ạ. Sầu riêng này là được hơn 3 năm đấy cô chú anh chị này. Sầu riêng thải hết nha cô chú anh chị, toàn bộ sầu riêng thải nha. 250 cây sầu riêng thải với lại là tất cả các loại cây ăn trái như là bơ, mít, mắc cá nha cô chú anh chị, trong đó là có là trồng xen với cà phê nha. Anh chị mà đang quan tâm tới cái mảnh vườn này liên hệ cho em theo số điện thoại màn hình nha cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0333955033. Anh chị nào quan tâm đến mảnh vườn này liên hệ cho em nha để mình tìm hiểu và tham khảo đến mảnh vườn này nha cô chú anh chị. Mảnh vườn này thì đất nó hơi tiền nhẹ nha cô chú anh chị. Đất đỏ ba gian nhưng đất hơi tiền nhẹ mới được một số đất là chủ nhà họ hạ bậc cấp rồi nha. Và trồng cây lên tốt như thế này đây nha cô chú anh chị. Đấy, sầu riêng cực kỳ đẹp. Sầu riêng với cà phê cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Miếng đất này thì hiện tại bây giờ là chủ nhà họ đang kêu giá là 600 triệu nha cô chú anh chị. 3 hect 600 triệu có thương lượng nha cô chú anh chị. 3 hecta 600 triệu. Miếng đất này thì hiện tại bây giờ là chưa có sổ nha cô chú anh chị, do chủ trương của nhà nước là chưa cấp sổ nha, chưa đó nha. Anh chị nào mà quan tâm ở mảnh vườn này thì liên hệ cho em nha. Chủ nhà họ bán cho mình là với giá là 600 triệu có thương lượng nha cô chú anh chị. Từ cái mảnh vườn này cô chú anh chị mà về hướng Lâm Đồng á thì nó rơi vào tầm khoảng là 100 cây số, còn về hướng Sài Gòn á, là khoảng là 280 cây số nha cô chú anh chị. Còn mà ra quốc lộ 14 á thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 50 cây số nha. Miếng đất này hiện tại về chủ nhà họ bán họ chỉ là báo tranh chấp nha cô chú anh chị, bởi vì là chủ trương của nhà nước là chưa làm sổ, chưa có chủ trương để làm sổ nha cô chú anh chị, cho nên là miếng đất này là hiện tại bây giờ là chưa có giấy tờ nha. Chủ nhà chỉ họ bán là báo tranh chấp 3 hecta. Sầu riêng này là được hơn 3 năm đấy cô chú anh chị. Còn các cây ăn trái như mít, bơ là có trái rồi nhá. Còn cà phê là có bỏi rồi nha cô chú anh chị. Còn sầu riêng này là chưa có bỏi này. Sáng năm hoặc là sáng năm sáu là có bỏi nha cô chú anh chị, cực kỳ thuận tiện. Đường lớn đi ốt đi vào nha, trời về mà mùa nắng là ô tô đi vào tận rời nha cô chú anh chị, bán tải hai cầu đi vào và tận rời nhá. Còn như về mùa mưa này chỉ có là xe máy và cả cái xe thô sơ khác là mình đi được nha cô chú anh chị, còn là xe ô tô là mình không đi vào tới đây này, không đi vào đến mảnh vườn này nhá. Đây cà phê cực kỳ đẹp cô chú anh chị này. Đó, em quay sát cho cô chú anh chị thấy cà phê đẹp không? Cà phê này là cà phê xanh lùn nha cô chú anh chị, cà phê xanh lùn. Đấy, có 250 cây sầu riêng cái loài tốt như thế này cô chú anh chị. Đây cà phê này là có bỏi đấy nha cô chú, năm nay có bỏi lắm, chủ nhà vừa rồi mới hái nha cô chú anh chị. Chủ nhà vừa rồi mới hái ấy.